bị nghi là nguồn trung gian lây truyền virus gây bệnh COVID-19, dơi hiện đang bị cấm buôn bán và tiêu thụ tại Trung Quốc. Thế nhưng tại Indonesia, dơi vẫn là món ăn được bày bán khá là phổ biến tại các chợ địa phương. Không khó để tìm thấy một quầy bán thịt dơi ở Manado, thành phố 600.000 dân ở Indonesia này. Dơi được sơ chế, mọi người chỉ cần mua về, chế biến bất cứ món nào họ thích. Với các tiểu thương, việc kinh doanh thịt dơi có vẻ chưa chịu tác động của virus corona mới. Tôi vẫn bán hàng bình thường, khách đến mua cũng vẫn đều như mọi khi. Anh Stanley lạc quan như vậy có thể bởi vì những loại thịt động vật hoang dã như dơi vẫn chưa bị liệt vào danh sách cấm bán ở Indonesia. Bình thường mỗi ngày tôi bán từ 50 đến 60 con dơi. Nếu hôm nào có nhà làm cỗ hoặc liên hoan, họ sẽ đặt mua 600 con. Dơi hầm cà ri hoặc nước cốt dừa là món ăn phổ biến của người dân địa phương. Ở một số vùng của Indonesia, thịt dơi được sử dụng làm thuốc vì người dân địa phương tin rằng nó sẽ chữa được bệnh hen suyễn. Trước khuyến cáo của các tổ chức y tế, một số nhà hàng ở Indonesia tuyên bố sẽ tạm ngừng phục vụ những món ăn làm từ dơi cho đến khi hết dịch bệnh trên thế giới. Các chuyên gia y tế cũng khuyên mọi người không nên ăn thịt động vật hoang dã do nguy cơ chúng có chứa nhiều loại ký sinh và virus chưa được xác định. Quay trở lại với Việt Nam chúng ta, do phòng ngừa dịch bệnh thì học sinh ở các tỉnh thành sẽ tiếp tục được tạm nghỉ học thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên với nhiều trường thì không khí dạy học vẫn nhộn nhịp nhờ vào cách đó là dạy và học trực tuyến. Ghi nhận tại trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mong muốn gửi tới học sinh những bài tập có hình ảnh sinh động, nhóm giáo viên vật lý này cùng nhau quay clip bài giảng gửi kèm theo đề bài ôn tập cho học sinh, chuẩn bị kỹ dụng cụ, bàn bạc cụ thể góc quay, hỗ trợ nhau quay clip, ghi hình, chỉnh sửa video, post bài lên mạng, giảng giải cho học sinh, tất cả chỉ đều bằng một chiếc điện thoại di động. Nhưng không vì thế mà lớp học bớt đi niềm vui. Rồi, quay cho cô cái bài tập con làm coi. 2 × 1.4 = 4 × 4 vuông. Đúng đúng, dạy. Đây là một cái hình thức dạy học mà rất là mới mẻ, khá là thú vị. Thì em hy vọng là những cái tôi và các đồng nghiệp đã soạn cho học sinh thì sẽ mang lại cho học sinh những cái kiến thức bổ ích. Và cả bản thân tôi thì cảm thấy là rất là hào hứng với cái hình thức dạy học. Cô giáo trẻ Hải Yến chọn ứng dụng Zoom để tổ chức lớp học online. Với ứng dụng này, cô trò có thể tương tác trực tiếp với nhau. Học sinh cũng xem được toàn bộ bài giảng của cô. Chỉ cần máy tính kết nối mạng ổn định thì lớp học sẽ diễn ra suôn sẻ. Thông thường thì các bạn chỉ có lên lớp và ngồi nghe giảng ngoài. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể ở nhà, các bạn sử dụng công nghệ thông tin. Và khi mà được trải nghiệm được sử dụng công nghệ thông tin thì các bạn rất là thích. Đã gần một tháng ở nhà, chị em Bảo Trân không muốn tiếp tục nghỉ học nữa. Rất may, nhà trường tổ chức dạy online nên việc học ở nhà của Trân thuận tiện hơn. Sau khi xem bài giảng online, em có thể hỏi lại cô những chỗ chưa thật sự hiểu. Cô có thể giải thích lại cho con về cái bài định luật công được không cô? Con cảm thấy hình thức học tập này khá là thú vị. Và nhờ hình thức học tập này mà con có thể trở nên tự tin hơn và tự giác hơn. Không phải tất cả học sinh nhà trường đều tham gia học online, nhưng trường Trần Hưng Đạo vẫn lên thời khóa biểu cụ thể cho từng môn học. Mỗi ngày 4 môn, học sinh và giáo viên căn cứ vào đó mà làm việc. Và chỉ cần có trò chịu học thì các thầy cô sẵn sàng giảng giải tận tình.